Xin chào quý vị các bạn ạ, em tên là Thanh, số điện thoại 0981 345 595, chuyên bán phụ tùng súc lật máy Trung Quốc. Em xin giới thiệu mọi người bộ phước của máy súc lật Trung Quốc. Đây là dùng cho hệ thống xi lanh chập gỗ nhé quý anh nhé. Bộ phước này là 35 đường kính trong, 63 đường kính ngoài. Đây quý anh xem, một bộ phước thì sẽ bao gồm là phước chắn dầu, phước chắn bụi. Đấy, bao gồm là khoảng tầm 10 loại phước. Đây, các em xem cận cảnh chi tiết này. Đấy, được đóng nguyên túi như vậy nha, nguyên túi tem mác cả nồi. Đấy, như thế này. Các em xem cận cảnh chi tiết phước, chắn dầu, chắn bụi, hệ thống xi lanh chập gỗ 3563. 35 là đường kính trong và 63 là kính ngoài. Đây, quý anh xem chi tiết. Đấy. Bên em là không có phước bán lẻ quý anh nhé. Phước bán lẻ là phước nhập ở chợ, từng cái một, từng cái một. Tất cả phước là đều làm trong bộ như thế này. Đấy. Quý anh mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại 0981 345 595 hoặc em Thanh. Em xin cảm ơn.